Đây, cho cả nhà xem con cá này. Cá thờ lòi. Cá thờ lòi này. Dám nè. Đó. Mất rồi. Nó mất tiêu rồi. Dám rồi, vô trong hang rồi. Ở đây mà mất cái gì? Chắc nít. Chạy đâu ra. Mất là tiếc lắm nha. Chắc nít. Con rắn. Con rắn. Làm gì có con rắn ở đây vậy? Con rắn. Con rắn. Nè, nó vô trong hang rồi. Chị đi lấy mất thiệt. Đó là gì vậy? Mất thiệt dưỡng đâu. Cái gì vậy? Con rắn. Để tôi bắt cho. Đó, cho cái nhà xem mất. Nè. Đó. Cá này mà mất, cá thòi lòi. Tối nay có cá thòi lòi nè. Giống ha. Tối cho kẻ canh chua nha. Nuôi á chứ, đó cá đó. Chứ cảnh thả vô trong hồ cá có dưỡng á. Dạ. Chứ không phải chiều nó chết. Chua hoặc phải để nhà thấy dễ thương không? Không, nó đem gì? Đem gì bỏ phai hồi chết. Tại biết sao? Cái này mình thích cái nhà nhớ nha, nước mặn. Mình có sông gì. Mọi người chào đến kênh YouTube nhóm K3 Vlog Cuộc Sống Hà Lan. Hôm nay trải nghiệm một ngày gia đình luyến đi bắt cua và bắt ốc nha. Mời cả nhà cùng xem nhé. Mời cả nhà xem trên đường đi có những gì nha. Trên đường có những đồng cỏ xanh mướt. Beatrice à. Hotel của nữ hoàng đó. Tới rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đang chạy xe tới bãi đậu xe nha cả nhà. Thời điểm corona cả nhà, bây giờ ra lịch mới nhà hàng đóng cửa, tạm dừng đóng cửa 4 tầng ngay cả nhà. Để coi có giảm chút nào không. Bây giờ là 1 giờ rưỡi trưa nha cả nhà. Giờ nước đang từ từ xuống ở ngoài biển. Bây giờ người ta đang chạy xe đạp đi kìa. Người ta thể thao dữ lắm cả nhà ơi. Biển mênh mông, sóng dào dạt. Người ta lội bộ quanh biển chơi cả nhà. Hôm nay thời tiết cũng tầm 12 độ thôi cả nhà, cũng có một chút nắng. Mà Luyến nghĩ là ở nhà, Luyến nghĩ ở đây, ở ngoài đây cũng lạnh, nhưng mà cũng không lạnh đâu, cũng ấm ấm à. Vào mùa thu rồi mà trời vậy cũng thấy ok rồi cả nhà. Đi thôi cả nhà ơi. Đó, bây giờ mấy chị em xuống bắt ốc nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy một cái tàu nhỏ nhỏ dưới ngoài đó không? Tàu nhỏ nhỏ này họ đánh cá nè cả nhà, họ câu cá. Hai chị ơi. Hello. Xuống bắt đi. Chào cả nhà nha. Hôm nay ba chị em đi bắt ốc bắt cua nè. Bây giờ chuẩn bị bao tay nè cả nhà ơi. Đấy, ai cũng có đôi bao tay nè. Úi trời. À, cho cả nhà nha, xem nha, bắt ốc nha. Như thế nào nè. Cái này là ốc đắng nè cả nhà. Đâu bắt làm sao chị? Bắt cua nè. Ốc đắng nè. Bắt ốc bắt cua không biết bắt hả? Chưa bắt bao giờ. Về bao giờ? Bây giờ lên đâu? Dạ, đây mà khi đây luôn hả Luyến? Dạ. Đó. Trong mấy cái kẻ này hả? Nhiều rồi. Liếc em có xô nhỏ. Có. Rồi cái ốc này ăn cũng ngon lắm cả nhà.
giống như ốc đắng bên Việt Nam mình vậy. Em thích cua hay là ốc luyến? Em thích cả hai luôn, cua ốc thì cái con ấy nè, con bút sồ nè. Cái con này nó sống rồi chết. Sống đó chị. Bắt đi. Ê, ốc ở sau lưng chị nhóc nè. Cái lựa con bự bự á. Cái. Dạ đúng. Đây nè, sau lưng chị bự bự không nè chị. Nhóc hết nè. Cái. Bữa nay ốc nhiều quá cả nhà ơi. Mê quá à. Tìm con bự bự á. Chị Ly thấy thích không chị Ly? Thích ha. Người ngoài đó. Chị Ly bắt lần đầu tiên đúng không? Dạ. Con nhỏ mất công lại lâu lắm. Dạ. Nè con bự bự nè, Liên ơi, con bự bự nè. Đây cái nhà. Quá trời luôn cái nhà. Cây. Cái ốc nè. Gì nè, con bự không này, thấy không? Này. Thấy mê luôn cái nhà. Này ở đây bán 12 đồng một ký. Đây ốc đây. To lắm. Ốc này ăn ngon lắm chị. Dạ. Hôm nay nó to, hôm nay nó mập nè. Dạ, to mập. Chắc không ai đi bắt nè. Nhiều ha chị. Ồ, hôm nay nhiều quá. Dạ. Cô hôm chị đi bắt không có nhiều, hôm nay nhiều. Đó, nước xuống, nước rút xuống như vậy nè cả nhà, thấy không? Buồn nhiều lắm. Thế tuần sau mình có đi nữa không? Tuần sau mình đi bắt hào chị. Ờ, tuần sau đi bắt. Mùa này mình mở giá mình ngồi bắt nó cũng thoải mái nữa. Dạ. Nó hơi khó chịu. À, thích quá cả nhà ơi. Đây đây. Ờ, ốc nằm để nó nhẹ nó đi mút lần nhìn thấy không thấy mê luôn nãy giờ bắt được nhiêu nè cái này đây nè bắt đây nè ừ ốc to thiệt đã quá ta mấy con này lãi ăn hết sảy luôn á. Nha. Bây giờ muốn ăn rồi phải không? Dạ, đang thèm. Về mình sẽ xào sả ớt. Dạ. Ngon, hết sảy. Dạ. Thôi giờ mình bắt cũng được mấy tiếng rồi cả nhà. Bây giờ chị em mình cho cả nhà xem thành quả như thế nào nhé. Đó. Bắt được một thùng hào nè cả nhà. Giờ cũng được một thùng cua luôn cả nhà. Đó, ốc. Ốc đắng này cả nhà. Đó. Bên đây bắt cũng khá nè ha. Được có một bịch như vậy nè. Nước ao rồi. Kèo ốc ha. Yeah. Bên kia tay nó cũng bắt hào kìa. Tay nó thấy mình bắt nó cũng bắt theo mình nè. Yeah. Bắt chơi cho vui. Nó bắt chơi. Ba chị em mời cả nhà ăn bún cùng với ba chị em nhá. Đây là thành quả của ba chị em đi bắt về. Nào là có ốc, có hào, có cua. Đây, hôm nay ba chị em làm lên rồi ngồi ăn cho cả nhà xem nha. Rồi mấy ba chị em mời cả nhà. Thành quả của cua hôm qua bắt nè, bây giờ làm bún riêu. Nấu bún riêu nè, ốc luộc nè, hào hấp nè. Đó, rau ngon cả nhà ơi. Rau cũng hái tại nhà luôn. Rau tươi ngon. Rau tươi xanh, rau sạch, rau xanh. Rồi mời cả nhà nhé. Rồi mời cả nhà, mời cả nhà dùng trưa nha, dùng bữa trưa với ba chị em nha. Mời cả nhà nha. Đào thảo lên, cái này không có mắm nữa, không có mắm ruốc, nhà hết rồi. Nước ngon. Ừ, hết rồi. Ba chị em mời cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn nha. Bún riêu cua biển.
Này đây cũng là chả cua nè. Đó. Ngon quá chị Dung ơi. Cảm ơn nhá. Dạ, ngon không? Chị không biết, ngon quá chị làm đại á. Không ngon kìa. Cái đó chả cua đó. Chả cua là yếu mà. Đây nè. Nước cua mình làm. Chả cua này cả nhà. Ngon quá. Trời ơi, cái cua bắt về mình đập ra mình nấu trời ngon lắm cả nhà ơi. Cua biển yêu hồ là đẹp không? Con nồi bún riêu, có nồi bún riêu và có ốc nhiều lắm, đĩa hào nhiều lắm, nhưng mà còn tôm này tự mua này nhà rau giặt cá nhà chồng, nhà chồng cái rau này tự mua, rau rau nhà cũng nhiều lắm cái nhà, không có hết tôm bún luôn nhà ơi, ngon quá, hết nước hết cái luôn, ngon lâu lâu bắt được cua tươi. Nấu bún riêu ăn hết sảy ngon quá, ngon quá. Giờ mời cả nhà ăn hào nhé. Bây giờ ăn hào. Thôi ăn như vậy là tụi em lên lên căng ù ù. Trời ơi, ăn bún xong rồi ăn hào rồi tí còn ăn ốc nữa. Hào ngon quá, làm gì ngon quá chị Dung ơi. Ồ. Cho tí mắm gừng cho ăn ngon lắm nha. Thử thử mắm ngon gừng á. Thấy được. Thử cho tí mắm gừng nó thử đi. Ngon quá ha chị ha. Ngon. Hào mùa này ngon. Thơm á, có cái tàu xì nó thơm. Tàu xì có mỡ hành đó chị. Ờ, nó béo béo ngon ha. Ngon quá chị ơi. Wow, nó cay. Ủa có ớt cay quá. Để ớt vô hả? Cay đúng không? Cay lắm. Đây, em ăn hào này vô xong rồi người em nó tròn như con hào luôn. Ồ à đúng rồi, mắm gừng. Bây giờ ăn ốc nữa hả? Trời ơi nó cay. Ồ sorry cả nhà. Ớt cay lắm. Ốc gạo ngon quá. Tươi ngon, ngọt. Cả nhà ơi, ốc này ở đây mắc lắm nha, 12, 13 đồng một ký đó. Mới bắt mà tự nhiên phải ngon rồi, tươi. Sao mà chị chạy tới đây là ốc rồi. Ngọt quá. Chị còn cái xác không? À, bây giờ ăn miếng ốc nữa. Trời ốc là món món khoái khẩu của Nhung đây. Em cũng thích ăn ốc lắm chị. Nhung là thích ăn ốc lắm đây. Mình đi bắt không có... Cũng có uổng công nha. Ngon, cũng to lắm nha. Đó, ba chị em ăn. Chị, con bự nè chị. Ngọt ngon. Cái đầu trước thì để bắt nó bé lắm. Giờ này nó bự dữ lắm ta. Không ai bắt nó bự. Nè. Ồ, con này nó mập chưa? Ui, thật không à. Chị. Đây, cả nhà con nè. Con chim chép. Con chim chép nè, nó bự chưa? Nó mập ơi là mập luôn. Ồ nó đầy luôn nè, cái mặt nó tròn tròn. Nó tròn giống Nhung Đô. Nhung Đô mập mập. Cái đây là kết thúc, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Và cả nhà yêu thương nhớ ủng hộ kênh YouTube nhóm K3 Vlog Cuộc Sống Hà Lan. Và xin chào tạm biệt cả nhà. Xin chào, bye bye.